cuộc sống sẽ không thể thay đổi nhiều sau một khi nổ công chiếu. Qua những bình luận cho đến khi đã thoát ra thì mới giật mình nhận ra là mình đã đọc không thiếu. Người thì đó là công hiệu, người thì đó là trọng tếu, người thì đó là văn chế, nghe như này nó phong điếu. Nghe cũng bình thường mà, nghe nó là đất hiếu. Nhiều hơn người khác là mình ca sĩ, quá thể đơn giản đạo lý. Vậy em bằng lòng là quyết định mới sống bên vùng một điện thoại có một chiếc nhạc wifi và liên tục over thế gì. Nghe mình sẽ tất bại đã phải đọc thêm một câu mình nữa. Nghe chân đó đi, năng lực như vậy mà nó zombie. Không biết mình đang đi đâu đang nghĩ gì. Không biết art và đâu đang nghĩ gì. Vì không biết me và đâu đang nghĩ gì. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chính người thì bởi ý cũng không biết phải lắng nghe ai và cũng không biết phải đáp trả ai. Bài này coi như là một công đôi việc vậy hả? Đứng trên đây cũng như chứng minh cho chính mình thôi. Có chứng minh lên đây hồi này anh ta lên đó mà có. Giờ nó thì chỉ cũng chẳng khiến cho anh phải là đó. Chẳng nhiều thời gian anh phải trải nghiệm bằng một tâm đã làm đủ. We sẽ get high and make good away. Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình.